Sao cái chuyên trong chổng ngủ hoài vậy? Ra đây coi, chui vô bụng lũ đạn nằm hoài. Ra đây, ta đen hôi thúi rồi mà còn chui trong kẹt nhung cố. Đây kìa, khổ ghê vậy đó. Chui vô bụng lũ đạn nằm hoài, thu quắc thu ình trong đó. Rồi nằm xuống đây nha. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ tiếp đi. Nằm ở cái bông này cho nó im ái rồi. Mày nhắm mắt rồi không thấy mày đâu luôn, tưởng mày là cái nhị bông không á. Ngủ đi, ngủ đi. Nhìn không biết là tưởng trong clip này có một con mèo thôi á. Nhỏ này nè. Còn con mèo còn lại nó hòa tan với cái nhị luôn chứ không cố. Có con mèo trong đó đó không phải tụi nó giống đâu. Nè. Xấu quắc luôn. 8 giờ tối rồi mấy má xì ke, mấy má buồn ngủ. 3 giờ sáng nó múa lân cho tôi coi. Em mà nói tôi móc ra cái giò nó hơi lòi á, để tôi chỉnh lại. Tuyệt vời, tròn lũng, đen xì.